Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng và người ta xin người chữa bà ấy người đứng bên bà truyền lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến khỏi bà tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngày khi mặt trời lặn mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng ông là con thiên chúa nhưng người quát bảo không cho chúng nói vì chúng biết chính người là đức kitô đến sáng người ra đi vào hoang địa dân chúng liền đi tìm đến cùng người họ cố cầm giữ người lại kẻo người rời khỏi họ người bảo họ rằng ta còn phải rao giảng tin mừng nước thiên chúa cho những thành khác bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea đó là lời chúa lời chúa Kitô người khen chúa thương bà anh chị em có một câu hỏi ngoài lệ chút xíu hỏi ông bà anh chị em cũng như anh em chúng sinh đang ngồi đây mình có còn nhớ cho đến bây giờ mình đã không có thánh lễ trực tiếp chứ không phải là thánh lễ trực tuyến bao nhiêu ngày chưa có ai còn nhớ mình đã không đi lễ bao nhiêu ngày chưa Ai mà nhớ chắc chắn rằng Người đó rất khát khao được đi lễ Ai mà còn nhớ thiết nghĩ người đó chắc yêu mến Chúa lắm Yêu mến công việc đến nhà thờ để tham dự thánh lễ lắm Còn thì điểm không có ra Nhưng mà nhớ rằng giáo phận Vĩnh Long ra thông báo không có thánh lễ trực tiếp nữa vào ngày 5 tháng 6. Và đến ngày 6 tháng 6 thì bắt đầu có thánh lễ trực tuyến. Riêng con đến hôm nay đã dâng thánh lễ với ông bạn chị em thánh lễ online, thánh lễ trực tuyến đã 13 lần. Có hai lần cử hành lễ riêng đó là lễ thánh Joan Maria Vianney vào ngày 4 tháng 8 và lễ thánh Clara vào ngày 11 tháng 8. Còn lại 11 lần dân thánh lễ online thì con đã với ông bà anh chị em cũng như các anh em chúng sinh đang hiện diện đây, chúng ta cử hành thánh lễ kính nhớ thánh Giuse bởi vì trong năm đặc biệt này chúng ta trong những ngày thứ tư Nếu không có lễ riêng Thì sẽ cử hành lễ Thánh Du Xe Để hướng về Thánh Du Xe Và trong 11 lần đó Chúng ta đã chiêm ngắm Thánh Du Xe Qua tông thư Patrice Cọc Trái tim của người cha Của Đức Thánh Cha Francisco Hôm nay còn xin mời ông bạn chị em chúng ta cùng nhìn lại tông thư này xem như là một cái khép lại trong việc chúng ta chiêm ngắm thánh du xe bằng tông thư bà Đê. nhìn lại như chúng ta đã biết tông thư này ra đời nhân kỷ niệm 150 năm đức chân phước giáo hoàng biêu chính tuyên nhận thánh du xe làm quan thầy của toàn thể hội thánh công giáo hoàng vũ năm 1870 năm 2020 và trong cái dịp này thì đức thánh cha ước ao mong muốn chia sẻ với mọi người những cái suy tư của Ngài về Thánh Du Xe. Và chính những cái mong muốn đó được thúc đẩy hơn, được nung nấu hơn khi hoàn cảnh xã hội xảy ra cái việc đang đối mặt với dịch bệnh một cách nặng nề. Chính vì vậy mà Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư Patris Corde Trái tim của người cha để giúp cho chúng ta suy tư chiêm ngắm thánh du xe nhưng mà đồng thời ngài cũng mở ra năm đặc biệt về thánh du xe để cho mọi người hướng lòng về thánh du xe vị hoa quan thầy của toàn thể hội thánh cầu nguyện với thánh du xe vì vậy mà trong tông thư của ngài thì ngài đã trình bày bảy cái nhân đức chính yếu của thánh cả cho chúng ta chiêm ngắm chúng ta thử nhìn lại bảy cái nhân đức chính yếu đó là gì con cũng xin mở ngoặt nói rõ cái này là bảy nhân đức chính yếu cho tất cả các nhân đức của thánh cả chứ không phải là thánh cả chỉ có bảy nhân đức mà thôi con số này là con số tượng trưng cho các nhân đức của thánh cả và chúng ta đã chiêm ngắm lần lượt bảy nhân đức đó bảy nhân đức đó là gì thứ nhất thánh du xe là một người cha yêu thương ngài yêu thương bao bọc chở che giữ gìn thánh gia khi ngài còn sống ở trần gian này và khi đã kết thúc cuộc đời ở trần gian này ngài vẫn yêu thương bảo vệ bao bọc chở che cho đoàn con của ngài còn đang lữ thứ ở trần gian này đó là tất cả mọi người chúng ta điểm thứ hai đó là thánh du xe một người cha yêu thương cách dịu dàng nỗi thánh du xe yêu thương nhưng mà nhiều khi người ta nghĩ rằng Thánh Du Xe như các người cha trần gian Bởi vì những người cha thường hay yêu thương con mình Một cách cứng cỏi Thương lắm nhưng mà với tính cách cứng rắn của người cha Cho nên yêu một cách cứng cỏi khó gần với con của mình Riêng Thánh Du Xe Thánh Du Xe như người cha trên trời Ngài yêu thương Chúa Giêsu, Yêu thương tất cả mọi người với một tình yêu cách dịu dàng tức là gần gũi cúi xuống với con của mình nhờ vậy mà Chúa Giêsu đã nhìn thấy nét dịu dàng của Chúa cha và nhờ vậy tất cả mọi người chúng ta mới nhận ra tình yêu thương dịu dàng của thiên chúa dành cho chúng ta và chúng ta mới dám cất lên tiếng áp ba cha ơi Chứ không phải nhìn Thiên Chúa của chúng ta Như là một ông thần Kính nhi viễn chi Đứng xa xa mà thờ lại mà thôi Điểm thứ ba Đó là Thánh Du Xe Một người cha vân phục Thánh Du Xe đã vân phục Thánh ý của Thiên Chúa Trong mọi hoàn cảnh Và vân phục một cách tuyệt đối Không có một chút nghi nan không có một chút xoa so đo tính toán mà luôn luôn làm thinh làm theo tất cả những gì chúa truyền cho mình thánh du xe đã vân phục tất cả điểm thứ tư đó là thánh du xe một người cha chấp nhận vì vân phục thánh ý thiên chúa cho nên thánh du xe đã chấp nhận đón nhận tất cả mọi người đón nhận tất cả mọi người và đón nhận mọi hoàn cảnh xảy đến với mình. Dù cho có những lúc những hoàn cảnh những biến cố xảy đến với mình đi ngược lại với ý muốn của mình nhưng ngài vẫn đón nhận vì đó là vâng theo thánh ý của Chúa. Điểm thứ năm, đó là thánh Giuse, một người cha can đảm đầy sáng tạo cũng vậy nói thánh du xe dân phục nhưng mà thánh du xe không dân phục thánh ý thiên chúa một cách miễn cưỡng ừ tránh không được cho nên tôi phải vân phục không thánh du xe vui lòng đón nhận thánh ý thiên chúa và không những vậy ngài đón nhận với tính sáng tạo đầy can đảm chính vì vậy mà khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn thậm chí rất khó khăn Ngài luôn luôn tìm cách để giúp cho gia đình của mình Vượt qua những hoàn cảnh khó khăn đó Cho nên Thánh Du Xe đã vân phục Trong một cái tinh thần can đảm và đầy sáng tạo Điểm thứ sáu Đó là Thánh Du Xe Một người cha luôn làm việc Chúng ta biết Thánh Du Xe là một người thợ mộc Một công việc rất rất là nặng nhọc Tuy nhiên Thánh Du Xe không bao giờ kêu ca Không bao giờ than trời trách đất Mà Thánh Du Xe luôn luôn làm việc Và luôn luôn sáng tạo Luôn luôn miệt mài trong công việc của mình Để mà lo cho gia đình của mình ngài là mẫu gương cho chúng ta nhiều khi chúng ta ngại việc nhiều khi chúng ta chấp nhận công việc nhưng chúng ta lại càm ràm chúng ta lại than thở thánh du xe nôi gương cho chúng ta về việc chúng ta hãy đón nhận công việc dù cho công việc đó có khó khăn nặng nhọc đến đâu đi nữa và điểm cuối cùng thánh du xe là một người cha âm thầm trong bóng tối. Thánh Du Xe đối với Chúa Giêsu là hình ảnh của người cha trên trời. Ngài là một cái bóng, cái bóng đó có khi là cái bóng dỗi theo để che chở, để giữ gìn cho Chúa Giêsu. Nhưng rồi khi Chúa Giêsu trưởng thành khi Chúa Giêsu đủ đi trên đôi chân của mình và bắt đầu đi thực hiện sứ mạng của mình thì lúc bấy giờ Thánh Du Xe lui lại đằng sau trở thành cái bóng đi theo Chúa Giêsu chứ không còn bao bọc chở che Chúa Giêsu một cách ấu trĩ nữa để cho Chúa Giêsu quyết định và để cho Chúa Giêsu đi trên con đường đi trên đôi chân của mình qua tất cả những cái đức tính đó đức thánh cha tóm kết lại mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được trong năm đặc biệt về thánh du xe này ba cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được đó là thứ nhất chúng ta khi mà học hỏi các nhân đức của thánh du xe để nhận ra rằng ngài thật sự là một vị quan thầy của hội thánh Ngài thật sự là một vị quan thầy của mỗi người chúng ta Luôn gìn giữ bao bọc chở che chúng ta Như gìn giữ bao bọc Chúa Giêsu con của Ngài Chúng ta phải gia tăng lòng yêu mến của chúng ta Đối với Thánh Cả Du Xe Đó là mục tiêu thứ nhất Mục tiêu thứ hai Trong đại dịch này mỗi người chúng ta phải biết chạy đến với thánh cả du xe để xin ngài cầu thai nguyện giúp cho chúng ta bởi vì ngài là đứng bảo trợ hội thánh bảo trợ mỗi người chúng ta cho nên chúng ta hãy biết chạy đến với ngài xin ngài cứu chữa chuyển cầu cho chúng ta và mục tiêu thứ ba đưa ra những đức tính của thánh cả du xe không phải để cho chúng ta nghe chơi thôi Nhưng để cho chúng ta chiêm ngắm Và để cho chúng ta học hỏi Và biết noi gương bắt trước thánh cả Xin cho mỗi người chúng ta Khi đọc, học và chiêm ngắm thánh du xe Qua tông thư Patrice Cọt Đê Trái tim của người cha Cho mỗi người chúng ta biết nồi gương thánh cả sống những đức tính như thánh cả ngõ hầu chúng ta xứng đáng được chúa ban ơn cho chúng ta trong mọi nẻo đường đời amen